Đây là thuốc dinh dưỡng cho cây cỏ ấy, chuẩn bị cho cúc tứ hùng đây. Lâu lắm rồi không quay mặt cỏ của sân. Mặt cỏ của sân vẫn là rất đẹp. Không bù không được tham gia sự kiện lớn của SEA Games, buồn. Mặt cỏ của sân thì khá ok rồi, cắt cả đường biển này. Đấy, hôm nọ là trận chung kết SEA Games này, trận chung kết SEA Games đấy thì này, dân tình cứ đi vào ấy, như là chỗ không người ấy. Thông cảm thôi, bà con đã ăn mừng chiến thắng. Thuốc dinh dưỡng cho cây cỏ. Thế vòi kia không có anh à? Nhớ vòi à? Sân Mỹ Đình mọi nhìn chết hết cây rồi thì vẫn chọn đá. Không hiểu kiểu gì đấy. Sân đẹp mà không cho đá. Mày cũng phải chấn thương ấy. Yeah.